Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô khách loại 30 chỗ ngồi do Quảng Nhật Tài, 29 tuổi, ở Sa Đéc, Đồng Tháp, điều khiển chở đoàn du khách 20 người đi du lịch thành phố Đà Lạt. Khi đến địa điểm trên, bất ngờ xe ô tô lao qua đường tông vào xe gắn máy do Gia Dương, 53 tuổi, ở huyện Lạc Dương điều khiển. Sau đó, xe ô tô tiếp tục lao xuống mương và tông vào một gốc cây ven đường mới dừng lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến Gia Dương bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong. Hàng chục hành khách trên ô tô hoảng loạn, người dân đập cửa kính xe ô tô để đưa họ ra ngoài. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý.